Tú xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đang đến với kênh Tú Chinh Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì xin được làm một cái clip để gọi là tri ân, gửi lời tri ân sâu sắc đến các cô chú anh chị đã trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình Tú Chinh. Thì hôm nay Chinh sẽ quay quà của cô chú anh chị mà thân mến và các bạn đã gửi đến cho gia đình Tú Chinh. Cũng như là Chinh với anh Tú thì không có gì để gửi đến đến quý cô chú anh chị và các bạn. Thì Chinh cũng rất mong cả nhà sẽ thương mến thông cảm. Chinh gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã yêu thương giúp đỡ cho hai chồng Tú Chinh có được như hôm nay. Thì đầu tiên là hai chồng Tú Chinh lúc bước vào YouTube thì cái người mà Chinh mang ơn nhiều nhất là Nghĩa, em của Chinh. Thì Nghĩa dẫn dắt cho hai vợ chồng Tú Chinh, giống như là Nghĩa thấy là công ty không có làm việc không có nhiều thì nghỉ nhiều rồi xong hai chồng về nhà cá rồi ốc này kia thì Nghĩa thấy sao bây giờ em cũng thấy nhiều người quay là đi bắt cá hái rau mà em thấy anh chị cũng làm mà sao anh chị không thử làm YouTube rồi, giống như là mình kiếm thêm thu nhập. Thì lúc đó Chinh mới nói là trời ơi cái điện thoại chị còn không có nó lấy đâu mà chị quay. Rồi chị không biết ăn nói chung là hai chồng không biết cái gì hết nên là cũng khó lắm cả nhà. Đến cái nhà giống như là mình không biết quay rồi không biết cách ăn nói. Hai chồng Tú Chinh đến với cả nhà giống như là từ một con số không, không biết gì hết. Người Nghĩa mới nói là bây giờ em tính với chị gì thì tạm thời là em sẽ về để em quay cho chị vài tháng, khi nào mà anh với chị đã quen. Thôi vậy thì bây giờ đầu tiên đi, Chinh nói trước vấn đề là quà chiếc điều hồi mình ngồi tâm sự sao. Thì ở đây cái con đường mà để thông thống đi vô tới cái đường lộ để cho nguyên cái xóm Chinh được đi trên cái con đường bằng phẳng và không có bị nước ăn. Nói chung là mọi người rất là vui mừng, mọi người gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chinh và gửi cho anh Hợi với chị Phượng. Là anh Hợi với chị Phượng đã tài trợ cho cả xóm của Chinh được một cái đường đi thoải mái, sạch sẽ, đẹp đẽ, giống như là mấy đứa nít nó đi học rồi đi ra vô cũng dễ dàng. Cho nên là cảm ơn anh chị rất là nhiều. Còn sau đây là cái phần nhà của Chinh thì anh chị giống như là lúc mới đầu tiên mà Chinh với Tú mà làm YouTube đó, là cái nhà của Chinh nó mục cho nên là Chinh không dám quay nhiều, chứ không phải vấn đề là Chinh che giấu nhà của Chinh hay như thế nào, mà Chinh biết được cái lúc mà Chinh quay YouTube mà được bật nút kiếm tiền á thì Chinh biết được là tình cảm nó cái đây giống như kiểu mà muốn khóc á nó không được á, giống như tình cảm của cô chú anh chị dành cho hai chồng của Chinh rất lớn. Nhưng mà Chinh cũng thấy ngại cái vấn đề là quay cái nhà mình, nếu mà quay ra thì thấy như là cái tường của Chinh hôm bữa đó là nó bị mục á, nếu mà Chinh quay lên thì giống như là cô chú mà thương mến vợ chồng của Chinh mà có ý muốn để cho Chinh làm cái bức tường mà Chinh không nhận thì sợ cô chú buồn. Mà nếu mà Chinh đã quyết định mình không nhận của cô chú thì mình đừng có quay để cho cô chú thấy thì cô chú không buồn. Cho nên là Chinh với anh Tú định là không quay cái nhà, giống như là mình sợ là cô chú thấy cái nhà mình nó bị mục quá, cô chú lo thì cô chú nó thương yêu mình cho nên là sẽ dùng hết lời nói để thuyết phục mình để mình làm. Thì Chinh thấy là thôi vấn đề đó Chinh với anh Tú bàn với nhau coi là mình bỏ qua cái chuyện mà quay cái nhà, giống như là không quay để cho cô chú anh chị thấy, giống như là thấy mà không giúp được thì cũng đau lòng, mà Chinh không nhận cô chú cũng buồn. Cho nên là từ chỗ đó mà Chinh với anh Tú mới không quay cái nhà. Thì tới lúc mà anh đi chị điện cho Chinh thì mới nói là vấn đề về cái nhà, thì anh đi chị nói là đâu em quay thử nhà cho anh chị coi. Chứ từ hồi đó tới giờ, từ trước giờ chị cũng chưa từng thấy nhà của em, tại vì em không có quay. Lúc đó Chinh mới quay cho chị coi thì chị thấy nó mục, chị mới ngỏ ý là giúp hai chồng của Chinh tôn. Thì ước mơ của Chinh là chỉ tôn thôi, nhưng mà anh chị thương mến cho nên là anh với chị mới cho hai chồng Chinh lăn bê xong rồi thì anh với chị chọn màu nước sơn, chọn màu nước sơn cho gia đình của Chinh. Thì cái màu rất là đẹp luôn cả nhà, cái màu nước sơn rất đẹp. Xong bên ngoài rồi bắt đầu anh với chị mới vô bên trong, thì anh với chị nói là bên trong của xe là vô xích vô đây. Ở bên trong của Chinh đó, ở bên trong thì giống như là nó là bức tường, nhưng mà như mình xây bên trong mình đã tô rồi, tại vì lúc đó là nói chung là Chinh có được cái nhà thì
Trinh thì cũng có giúp đỡ, cũng như là dòm ngó mấy đứa nhỏ để cho hai chồng Tú Trinh đi làm kiếm tiền trả góp cái căn nhà. Thì Dượng Năm là cái người mà thợ xây mà Trinh muốn đi lại xây cái nhà Trinh đó, thì Dượng Năm đã đứng ra để giúp đỡ cho Tú Trinh, giống như là Dượng Năm ở đây quen rồi, Dượng Năm là thầu cho nên là người ta sẽ dễ nói chuyện hơn, thì giúp cho Tú Trinh là mua trả góp. Như là lúc đó là Trinh với Tú đi làm ở Tây Ninh về là không có tiền liền, tại lúc mình về là mình cất cái nhà mình để dành dụm mấy mười mấy năm ha, đi mười mấy năm thì mình dành dụm là mình cất cái nhà đã hết rồi, mình dành dụm mình mua miếng đất á để mình cất được cái nhà là nó đã hết. Miếng đất này thì của dì Út Trinh, dì Út bán lại Trinh là 35 triệu, rồi Trinh bơm cát rồi lên nó là 40 mấy triệu, thì lúc đó là hết rồi. Xong thì cất cái nhà lên là cái tiền công của Dượng Năm là Dượng Năm để một năm trời, Dượng Năm mới lấy luôn, đợi khi nào mà hai vợ chồng lãnh được bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì mình lãnh hàng tháng để lo cho cái cuộc sống. Mà trong một tháng đó hai vợ chồng của Trinh không đi làm đó, thì hai vợ chồng của Trinh ở nhà đó thì lấy cái số tiền đó để mua gạo lo cho con. Rồi xong cái hết cất cái nhà rồi thì hai vợ chồng mới bắt tay vào công việc, là qua nói với anh Bằng là con của Dượng Năm Trinh thì làm giống như là làm tổ trưởng trong nhóm, tổ trưởng trong công ty. Thì anh cũng rất là thương mến vợ chồng nên là anh cũng dẫn dắt hai chồng của Trinh ngày đầu tiên mà đến vào công ty, vào công ty lột cơm á, cả nhà thấy giống như là nó cực khó, nó không phải là cực khổ gì, nhưng mà giống như là mình không biết gì luôn á, mình không quen với công việc. Thì lúc đó thì nói chung mà Trinh cũng nhờ anh Bằng rất là nhiều, anh Bằng rất là giống như là tận tình. Rồi cũng có mấy đứa em ở sớm, mấy đứa em thì con của dì Trinh rồi đó, nhốt rồi đó, thì chị vẫn rất là tận tình, bỏ công ra chỉ khoảng chừng 3 ngày sau Trinh mới cầm được con tôm đấy rồi. Thì khi cái lúc mình không biết làm á, là mình cầm con tôm này nó sẽ bị rớt xuống, cầm lên lột và rớt xuống. Lúc đó thì anh Bằng cũng làm tổ trưởng nó, cho nên là anh cũng nói chung là anh cũng bảo lãnh mình vô được, cho nên là anh lãnh vô và anh chỉ dẫn cho anh Tú tạm thời, thì cho anh Tú đi vòng ngoài phụ giúp khiêng bồn. Rồi xong cái tới lúc mà Trinh gành rồi á thì bắt đầu anh mới sắp xếp cho anh Tú đứng gần hai chồng để có thể lột tôm mới có tiền nhiều hơn. Lúc đó Trinh mới chỉ anh Tú, nếu ngay thì anh Tú là đàn ông á, cầm con tôm thì nó như khi con nó nhỏ hay gì nè, thì cầm là bắt đầu lột là nó sẽ bị tuột xuống. Nói anh ơi gán đi, chứ bây giờ nếu không gán là hai vợ chồng mình không có đất đai. Nếu mình về quê làm thì giống như là mình về nhà mình làm ngày nào mình ăn ngày đó, làm hồ á, thì có khi có hay không. Rồi lúc đó mình không có, hai vợ chồng không có tiền để trả nợ, tại vì mình quyết định mình có cái nhà mình trả góp thì mình phải gán làm. Lúc đó anh Tú mới nghe Trinh nói vậy, anh Tú sẽ cố gắng, anh Tú rất là cố gắng để anh Tú làm. Tới chừng hai vợ chồng Trinh mà làm được mà ăn sản phẩm thì lúc đó mới khỏe. Bắt đầu là cũng nhờ ơn trên thương hai chồng Tú Trinh, thì trong 3 năm đó có tôm rất là nhiều, hai chồng làm suốt không có nghỉ. Rồi tới mà cái năm mà Trinh gần trả xong cái nhà thì ngay chân bệnh dịch là bắt đầu cái bệnh dịch tới dồn tới, là bắt đầu tôm không xuất đi được nữa, là bắt đầu làm một ngày nghỉ 3-4 ngày, mới đầu tiên một ngày nghỉ 2 ngày, rồi nghỉ 3-4 ngày luôn. Lúc đó Trinh mới bị thất nghiệp, nhưng mà mình cũng đã gần xong cái quá trình mà mình để trả cái nhà, cho nên là Trinh thấy cũng yên tâm cái phần đó. Rồi cái Trinh mới đi xuống dưới Tư Tèo thì bác Bảy, nếu mà nói người ăn thì người ăn rất là nhiều, bác Bảy là người thương hai chồng của Trinh lắm. Bác Bảy nói hay lấy hai chồng con muốn làm YouTube, mà ở chợn giống như là trên nhà Trinh á, là nó không có một cái khung cảnh gì mà gọi là quay cho cả nhà coi cảm thấy thoải mái. Tại vì cái nhà Trinh thì giống như cái đường cả nhà thấy, cái đường hẻm, rồi bên đây cái đít nhà của người ta, bên đây đít nhà của người ta, thì Trinh ở chính giữa, thành cả hai cái đít đâu lại, thì quay cả nhà cảm thấy rất là ngột ngạt, rồi không có chỗ để mà không gian để mà quay cảnh cho nó đẹp. Cho nên là ông Bảy nói là ở Bảy có cái đất cỡ gần ngoài Tư Tèo đó, thì có đất ngoài ruộng á, con muốn làm YouTube, thì ông Bảy sẵn sàng cho con cái nền để con cắt cái chòi ngoài đó để làm YouTube quay cảnh cho ông bà cô chú xem nó sẽ đẹp hơn. Rồi bắt đầu Trinh mới cảm ơn, Trinh rất là cảm ơn bác Bảy đã thương mến vợ chồng, mới ngỏ ý giúp. Rồi xong thì
mẹ nó thôi ở đây đi, thì mình cất cái Trinh cất hiện tại cái chòi đó là cái đất của mẹ Trinh, thì mẹ nó cất kế bên, cất kế bên nhà, giống như mình vừa làm gian bếp rồi mình vừa quay, giống như là Trinh phải đi ra, giống như là mình muốn quay không thay đổi thì mình đi xuồng hoặc là mình đi ra ngoài đi ruộng ngoài đồng đó, mình bắt cá để mình quay thay đổi phong cảnh cho cả nhà xem, rồi mình về mình lo cho cuộc sống mình. Thì Trinh nghĩ là cô chú anh chị mà thương mến thì sẽ thương hai chồng Tú Trinh. Rồi Trinh mới là vậy thôi, con cất ở nhà mẹ, con cất ở đất mẹ, giống như là cái nhà sau của Trinh luôn. Để cái nhà này thì Trinh không có làm nhà sau, tại vì nó là một cái nhà máy xuôi á, nhà thẳng á, cho nên là không có thể nào để. Một cái tôn thì tôn Trinh mua cũng lúc đó mình không có tiền, nên là mình mua tôn thường. Rồi mình sợ là nấu trong nhà nó sẽ bị mục cái tôn nữa, lúc đó không có tiền hai nữa, nên là cũng khổ. Cái hồ cắt ở ngoài thì cắt ở ngoài, thì cái phần đó là cái phần mà đầu tiên là rồi xong. Xong rồi Trinh quyết định cất cái chòi. Cất cái chòi thì lúc mà Trinh làm YouTube thì bắt đầu Nghĩa mới về giúp đỡ, giống như hỗ trợ anh chị, dẫn dắt anh chị đến với cái nhà như thế nào, rồi mình nói chuyện sao cho cái nhà dễ hiểu, chứ không phải là nói để mình diễn gì. Tại vì Trinh với anh Tú chỉ là một người bình thường thôi, không phải là diễn viên, cho nên là mình không biết phải diễn như thế nào. Rồi cho nên là gọi là mình đến như thế nào để cho cả nhà xem cảm thấy thoải mái. Chứ hai chồng thì cũng không biết, Nghĩa cũng không biết gọi là diễn là gì. Chỉ như là mình thể hiện cái tình cảm của mình dành cho cả nhà, thì Nghĩa dẫn dắt. Thì lúc đó là anh Tú cũng tội nghiệp lắm, cả nhà anh Tú phải đi chạy vô trong Nghĩa, chạy vô trong Nghĩa để mượn điện thoại. Lúc đó điện thoại của Nghĩa, điện thoại iPhone 12 thì mượn về để quay, mấy cái đó mới quay được. Còn cái điện thoại của Trinh là cái điện thoại Oppo, nó chỉ là điện thoại bình thường thôi, cho nên là mình quay là nó sẽ bị chóng mặt, rồi nó bị cái màu nó không được đẹp, thì cả nhà xem nó giống như là không hay, cho nên là không quay được luôn. Rồi cái bắt đầu Nghĩa mới giúp cho Trinh là được mấy tháng ha, Nghĩa giúp mình cũng mấy tháng. Rồi lúc mà anh chị giống như là gọi là cứng cáp, anh chị đã quen với cả nhà, biết cách quay, biết cách này kia, thì bắt đầu Nghĩa mới chỉ dẫn Trinh là cắt ghép như thế nào, rồi như thế sao sao. Rồi lúc đó là anh Tú chạy ra chạy vô, là lúc đó anh Nghĩa đã để cho anh Tú quay mình lên để anh Tú biết được mà quay. Xong thì Nghĩa cũng, anh Tú cũng mượn cái điện thoại của Nghĩa thì chạy ra chạy vô, thấy anh Tú cũng cực quá, cho nên là Hải là em của Trinh đó, em giống như là Nghĩa với Hải thì hai đứa thương nhau, thì hai bên gia đình cũng chấp nhận, nên là Trinh coi Hải như là một người em trong gia đình, em ruột luôn. Thì Hải mới giúp đỡ cho Trinh là mượn, Hải cho Trinh mượn 5 triệu để có thể mua trả góp cái điện thoại, trả lần lần. Nói chung đồ của Trinh đó là đồ mua trả góp không ạ. Rồi Trinh mới mua trả góp cái điện thoại 8 tháng hả, hay là 10 tháng gì chưa quên, là nhưng mà đã trả xong rồi cả nhà. Tại vì mình lúc đó mình đi làm công ty á, mình có tiền, nên là mình cứ một tháng mình trả 900 triệu vậy đó. Thì Trinh mới cũng trả xong hình như là mấy tháng thì Trinh trả xong cái điện thoại. Thì nói chung là Trinh cũng mang ơn Hải rất là nhiều, đã ủng hộ tinh thần anh chị rồi giúp anh chị hết mình luôn. Còn cái vấn đề mà cái bộ mà bàn ghế của Trinh, bàn ghế này thì Trinh mua được là có cái nhà này là 4 năm, thì bộ bàn ghế Trinh cũng đã mua 4 năm. Tại vì lúc đó hai chồng đâu có cái gì đâu, đi về đi lại đây cất nhà là bằng bàn tay trắng, cho nên là cái nhà cất lên nhưng mà học trống lỏng không có gì không hết. Có gì chứ. Thì lúc đó Trinh mới mua là cái bàn ghế. Thì cái bộ bàn ghế này giống như kiểu là nó là ngắn ép thôi, cho nên là bộ bàn ghế này là có 7 triệu mấy, 6 triệu mấy à. Nhưng mà mua trả góp thì mình phải trả góp là 8 triệu, tại vì tao phải kê lời lên. Thì cái bộ bàn ghế này là Trinh mua để trả góp ha, để cho cái nhà nó có chỗ vô, chứ vô không có chỗ ngồi, chứ giờ nó trống lỏng à. Rồi cái tủ ở đây thì của chị Kim, cái tủ thì chị Kim nói là chị muốn gửi cho hai vợ chồng em với mấy đứa nhỏ một cái tủ treo quần áo. Thì theo như là lúc mới đầu tiên thì mình nghĩ gì, giống như là mình, nếu mình đóng cái tủ nhỏ, mình đóng cái tủ nhỏ quá treo hai chồng, thì lúc đó chị Kim sẽ thấy, chị Kim sẽ nói cái tủ nhỏ quá thì sẽ, chị thương mà, chị thương gia đình thì chị sẽ đóng cho cái thằng nữa, cho nên là thôi Trinh quyết định đóng một cái tủ bự để đựng cho cả gia đình luôn là 4 người. Nhưng mà đồ ở đây là Trinh chỉ đựng là áo dài để Trinh đi lễ, áo bà ba để Trinh đi từ thiện, với lại áo sơ mi của Thuận Thư. Nên là đây là đồ để mình đi lễ với là đi từ thiện, với nói chung là đồ mới đó, đây là đồ mới.
Thì cái tủ này Trinh trống là Trinh không nghĩ là mình sẽ di dời, tại vì ở chỗ quê Trinh thì mọi người hay để cái tủ hồi trước. Tại cái tủ này là cái tủ trưng bày, cái như là đồ mới mình để cái này thôi chứ không phải đồ cũ. Rồi còn cái cửa mà nó vô thì cái cửa này vô. Còn ví dụ như bây giờ Trinh muốn đem nó vô trong thì nó dính như đây đâu có vô được. Dính lại cửa nhỏ đó cô chú. Mà cái cửa này là cái tủ này dính lại cửa nhỏ. Cái tủ này nó rất là nặng, không ai khiêng được hết. Tại vì anh Tùng đóng bằng cái cây tràm vàng. Cây tràm vàng nó rất là nặng luôn. Giờ nó kiếm bà ấy bằng kiếm nữa cho nên là rất nặng. Cái này là của chị Kim ở bên Úc thương mến giúp đỡ cho vợ chồng của Trinh. Thì Trinh đóng bây giờ mình giống như Trinh nói, giống như là mình lỡ đóng nó bự rồi mình không có di dời nó được. Mong cả nhà cũng thương mến, thông cảm với gia đình của Trinh. Nên là Trinh không có thể nào đẩy đi đâu được hết, tại vì nó vừa với cái mí này. Còn ở đằng này là cái mí nó đâu có tới cái tủ. Cô chú anh chị thấy không? Nè, cái cửa đó nó lại thấp hơn cái tủ, thấp nhưng mà hơn cái này tủ. Vô cái phòng cũng không vừa luôn. Còn bên đây là cô chú anh chị nó này sẽ thấp hơn. Đó cô chú anh chị thấy không? Nó vừa đó. Vừa cái mí luôn, còn này nó nằm ở dưới. À. Cho nên là không có vô được cái tủ. Đấy, bắt buộc là hai chồng tủ. Thương mến thông cảm cho gia đình của Trinh. Anh ở bên Mỹ đã mua cho Thư một chiếc xe đạp điện ngay cả nhà chạy. Thư chạy hay lắm rồi, nay Thư chạy rất là hay luôn. Nay là lúc mà mới mua xe luôn. Anh thấy Thư chạy mừng lắm. Cái này là của một người anh ở bên Mỹ gửi cho bé Thư. Còn nói về phòng thì đây là một cái phòng của bé Thư. Trinh xây cho anh Thư một cái thuận một cái hai bên. Thì lúc mà cô Hương điện Trinh thì cô Hương mới biết được là hai bé ngủ dưới đất, thì cô mới kêu Trinh là đóng một cái giường. Cô Hương ở bên Mỹ đóng hai cái giường cho hai bé, thì ở đây Trinh đóng hai cái giường cho hai bé. Rồi cái niệm thì của chú Quang với cô Phượng gửi đến hai bé. Còn cái tủ thì của chú Thành với cô Lon ở bên Mỹ, cô Quang với chú Phượng cũng bên Mỹ luôn. Thì nói chung là mọi người rất là yêu mến gia đình của Trinh, cho nên là gửi từng món quà để cho giống như là trang trí, giống như là chung một tay để làm cho ngôi nhà của Trinh nó được khang trang như hôm nay, nó được đầy đủ như cho hai bé có bàn học. Chứ từ hồi lúc mà Thận học lớp 1 cho tới lớp 9, hiện tại là Thận lớp 9 chưa có cái bàn học. Thì cái bàn học này được chị Kim ở bên Úc rất là thương mến gia đình, cho nên là chị Kim đã đóng cho hai bé hai cái bàn học để hai bé ngồi học cho nó thoải mái, học bài nó dễ hơn. Thì ở đây là bông mà trưng bày ở trên đây thôi là cả nhà biết được cái tình thương của đại gia đình đã dành cho gia đình chú Trinh rất là nhiều. Cái này một chị ở bên Mỹ, chị giấu tên, thì chị gửi cho bé Thuận với Thư từng món quà, giống như là một con gấu này nè cả nhà. Gửi một con gấu như vậy chị gửi giống như là nhiều lắm, nhiều con thú nhờ bông lắm nè, mà nhiều kiểu nhiều màu, bộ dầu thơm, nói chung là bánh kẹo gửi cho bé Thuận với Thư rất là nhiều. Và Trinh rất trân trọng tấm chân tình của chị đã gửi đến gia đình chú Trinh và trang trí cho hai bé. Chị đã gửi cho bé Thuận với Thư là chị ở bên Mỹ, chị xin được giấu tên. Còn đây là phòng của bé Thư, của anh em phòng của Thuận. Thì phòng của Thuận là cũng giống như của Thư luôn cả nhà. Thì tủ thì cũng là của cô Loan gửi. Còn cái giường thì cũng cô Hương. Còn niệm thì nói chung là của cô chú ở bên bển gửi đến với chị Kim, thì cũng gửi cho bé Thuận sao thì bé Thuận sao thì bé Thuận y như vậy. Rồi một chị giấu tên thì chị cũng gửi y chang giống như chị thương bé Thư. Thì thay vì bé Thư là màu hồng màu này màu kia thì chị đi lựa cho bé Thuận con gấu này. Thuận rất là thích, rất là quý luôn nên Thuận để trưng bày ở đây. Thì chị Kim cũng gửi giống như là lưu niệm, gửi cho bé Thuận học giỏi hơn thì gửi viết gửi đồ. Nói chung đó là tình cảm của chị dành cho gia đình của em. Đây là Thuận rất là phá con này để treo bông hoa. Dán gạch là mày đẹp như vậy, dán gạch nguyên một cái nhà của Trinh về là của anh họ với chị Phượng đã thương mến dán gạch cho gia đình của Trinh. Nói một gì nè, thì anh họ với chị Phượng cũng đã cho Trinh đóng một cái cửa, Trinh cũng đã đóng xong rồi, nhưng mà do là anh Tùng đo nó không có được, họ nó còn thiếu miếng cho nên là bây giờ anh phải sửa lại. Thì cái phần cửa đó anh phải sửa lại. Ở đây cái ngôi nhà của Trinh là tô là được anh với chị lựa chọn màu rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn. Còn cái đường mà để dẫn dắt Trinh đi ra từ nhà cho tới ngoài cái nhà bếp của Trinh, nó được thẳng thoát dễ đi, không trình bùng là được cô chú ở Galat Cát Sáp thương mến cho hai chồng chú Trinh.
Đây là chùa cô chú đã thương mến nên là cho xin góp hết cái đường gì luôn. Rồi ở đây thì chú ở bên Lá Cá Sát á, là chú còn gửi tặng cho gia đình Tú Chinh xuồng đầu với tiên má. Là cái xuồng với cái máy để hai chồng Tú Chinh có thể là đi săn bắt được thuận lợi. Rồi giờ anh Tú có xuồng nó gọi lên là anh Tú kiếm chuối hoặc là anh Tú đi lấy củi nó dễ dàng hơn cả nhà, dễ dàng hơn rất là nhiều luôn đó. Thì cô chú ở Gà Lát Cá Sát là cái phần của chị Kim. Chị Kim ở bên Úc, chị Kim rất là thương mến gia đình nên là chị muốn tạo cho anh Tú có được công ăn việc làm, giống như là ở nhà không làm công ty nhưng mà người chăn nuôi vịt để có thể thu nhập, có thu nhập. Thì chị cũng đã mua cho anh Tú một cái máy gì đặng cho anh Tú sắt chuối nó dễ, cái nhà nó không có phải bầm giống như lúc trước. Lúc trước thì chị nuôi ít thì có thể bầm, còn bây giờ chị Kim đã cho vốn nuôi tới 100 con vịt nên là chị cũng cho trên với anh Tú cái máy để xay chuối luôn. Này là chị Kim ở bên Úc đã vô cái chòi của Trinh rồi. Thì cái căn nhà của Trinh đầy ắp tình thương, thì cái chòi của Trinh cũng đầy ắp tình thương không kém gì cái nhà. Cái lót gạch ở dưới gạch mà để mà Trinh lót cái gạch nền mà đẹp, giống như là Trinh làm một cái chòi đẹp. Như hôm nay thì cũng có phần góp mặt của chú Thành với cô Lon đã hỗ trợ cho Trinh 7 triệu để lót gạch nền cho đẹp. Rồi tới xong thì cái bữa tiệc thì ở đây là của chị Linh. Chị Linh bên Mỹ cũng gửi cho Trinh là một cái bàn. Còn chị Hân với gia đình chị Hân thì cho Trinh mua dụng cụ giống như là máy nấu nước siêu tốc này cho nhanh, rồi nồi cơm điện, nói chung rồi chén nhiều dữ lắm cả nhà. Nói chung là đầy ắp tình thương của quý mạnh thường quân gửi đến gia đình Tú Chinh. Cái lò đó cũng chị cái Linh. Lò này thì của chị Linh gửi cho hai chồng Tú Chinh luôn. Đây thì nói chung là những vật dụng hay là cái gì trong nhà Trinh đều là của mạnh thường quân hết. Nói chung là mạnh thường quân đã thương mến cho nên là rất là chấp cánh cho vợ chồng Tú Chinh được thoải mái hơn, được đầy đủ hơn. Cái này thì cũng của cô Quang chú Phượng. Nói chung là đồ trong cái nhà của Trinh là chỉ có cái này thôi. Cái này là cả nhà biết của ai không, để cho giới thiệu cái này nè. Cái này là một cái kỷ niệm rất lớn đối với gia đình Tú Chinh. Cái này là của YouTube. Ngày đầu tiên, lần đầu tiên Trinh với anh Tú được lãnh lương YouTube trọn vẹn một tháng. Còn mà mình có vài chục đô thì mình phải dồn lại đến khi nào đủ cái mức của YouTube đưa ra thì YouTube mới cho mình lãnh lương. Thì cho nên là cái này là lần đầu tiên Trinh lãnh được tiền YouTube trọn vẹn một tháng. Thì Trinh mua được một cái bàn. Cái bàn này là bàn kỷ niệm làm YouTube của Trinh. Nên là cô Hương nói giống như là cô Hương tâm lý là cô Hương là mẹ rồi cho nên là cô Hương biết. Cô Hương nói là thấy con chưa được đầy đủ cho nên là nếu mà con nói mướn đất của mẹ thì mẹ không lấy tiền, mẹ sẽ thấy kỳ lắm. Cho nên là cô bỏ ra 400 đô để Trinh có thể mướn đất của mẹ để cho mẹ được vui. Cho mẹ cầm số tiền đó mà mẹ giống như là mẹ lấy số tiền đó giống như là cái này là tình thương của cô Hương dành cho con của mình. Giống như là mẹ biết được cái tình thương của cô Hương đã dành cho hai vợ chồng Tú Chinh quá lớn. Và mẹ cũng vui vẻ để nhận số tiền đó. Cho nên là con không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn cô Hương. Con luôn cầu chúc cho cô lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Còn ở đây thì có một người bạn mà Chinh một người bạn xin được giấu tên cho Chinh một bộ dao, rồi bộ sắt hoa quả. Chồng Tú Chinh mà có được như ngày hôm nay thì cũng nhờ tình thương của cả nhà rất là nhiều, rất là lớn đã dành cho gia đình Tú Chinh. Ở đây con xin thay mặt anh Tú gia đình cảm ơn các cô chú, các mạnh thường quân đã thương mến giúp đỡ cho gia đình của con. Đầu tiên nhất mà làm YouTube mà được thương mến là chú Phú Lam Nguyễn. Chú đã rất thương mến gia đình Tú Chinh nên là chú luôn cầu mong cho hai vợ chồng Tú Chinh được nhiều cô chú anh chị thương mến. Thì kế thứ hai là cô Dung ở bên Úc, thì cô cũng rất quý mến vợ chồng Tú Chinh. Cô giống như một người mẹ dẫn dắt, chỉ dẫn hai chồng Tú Chinh. Giống như là cái gì đó con không biết thì con cứ việc hỏi cô, thì cô biết thì cô sẽ chỉ. Con cũng cảm ơn cô với chú rất là nhiều luôn. Con không biết nói gì hơn. Con chúc cô chú thật nhiều sức khỏe. Cô Dung. Cô Dung với chị Hân là hai mẹ con. Nói chung là đó là gia đình, một gia đình mà coi Trinh với anh Tú như một nhờ có cô. Nên là lúc mà Trinh khó khăn, Trinh mất cái động lực nhất
là cô đứng ra cô dành cho Tú Trinh một cái động lực, rồi cô kêu Tú Trinh phải gắng lên, phải cố lên, con phải cố để làm sao cho nó khắc phục được cái clip mình con quay chưa chuẩn, hay là nó còn quay nhanh, hay là nó còn lắc, hay là nó còn mờ, thì cô chỉ dẫn những cái từ chút một. Thì đó là cô Dung ở bên Úc, là ngày đầu tiên Trinh làm clip là bác Nguyễn đã xem. Cái lúc mà Trinh mở, bây giờ hiện tại mà Trinh mở là cái clip đầu tiên của mình làm á, Trinh nhìn thấy Trinh còn mắc cười nữa nha. Giống như kiểu hai chồng á không biết phải làm sao á, giống như là mình không biết cái đang nói á, cái nói xong cái rồi nói gì nữa, giống như là kiểu mình suy nghĩ mình nói rồi giờ nói gì nữa. Thì lúc đó mình còn giống như là mình còn thiếu sót nhiều thứ quá, mà cô chú đã rất thương mến, thương mến, cho nên là cô chú mới xem. Chứ thật sự ra lúc đầu tiên Trinh làm YouTube là Trinh còn quá nhiều điều thiếu sót, giống như là mình ăn nói rồi mình làm bất cứ một cái gì đó, cái hành động hay là mình quay gì đó nó cũng không có rõ ràng. Giống như mình quay nhanh quá làm cho cô chú coi Trinh bây giờ chóng Trinh, mặt bây giờ mà Trinh coi lại Trinh còn cảm thấy mình bị chết, giống như là say xe vậy, say xe chóng mặt đó cả nhà. Thì ở đây hôm nay Trinh muốn nhân cái dịp này để Trinh gửi lời tri ân đến đại ân nhân của gia đình Tú Trinh, quý cô chú, quý anh chị và bạn bè đã thương mến giúp đỡ cho vợ chồng Tú Trinh. Trinh cũng rất mong cả nhà sẽ thương mến và thông cảm. Trinh không phải nói hay nói nhiều, Trinh không phải là nói nhiều mà giống như là cô chú, anh chị và các bạn đã dành cho mình tình thương quá lớn, cho nên là mình có nói ngàn lời giờ cũng không có bằng cái tình thương của cô chú dành cho Trinh. Nên là Trinh nói qua nói lại hồi Trinh cũng ra cái câu là cảm ơn, chứ Trinh không biết làm cái gì hết. Cho nên là mong cả nhà thông cảm cho Trinh được gửi lời tri ân, gửi lời cảm ơn đến các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ, thương mến, giúp đỡ cho gia đình Tú Trinh. Trinh xin được mến chúc quý cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Trinh cũng cảm ơn cả nhà đã xem video, ủng hộ để gia đình Tú Trinh có thêm nhiều động lực hơn, ra được nhiều clip gửi đến cả nhà. Trinh cảm ơn cả nhà rất nhiều. Trinh mến chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe thì mình làm cái gì cũng được hết. Cho nên là Trinh, cái đầu câu của Trinh lúc nào Trinh cũng chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe thì mới có được may mắn, có sức khỏe mình mới có làm được cái này cái kia, còn mình không có sức khỏe rồi mình không làm được gì hết. Cho nên là Trinh mong cả nhà thương mến, thông cảm cho gia đình Tú Trinh. Trinh chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Anh Trinh cảm ơn Nghĩa với Hải đã giúp cho anh mới có ngày hôm nay. Trinh với anh Tú thì cũng ơn của Tư Tèo, nó là Nguyệt các cả nhà rất là thương mến, nói chung là thương mến anh chị rất là nhiều. Cho nên là Nguyệt với Tư Tèo cũng dẫn dắt anh chị, rồi cũng giống như là xe bài, cũng giới thiệu kênh để cho cô chú anh chị biết đến anh chị mình. Thì nhân đây chị cũng cảm ơn hai em giúp đỡ cho anh chị, để anh chị có được như ngày hôm nay, được quý cô chú anh chị đã thương mến, dành tình thương mến cho anh chị. Anh chị cảm ơn hai em rất nhiều. Gia đình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe, công việc thì luôn thuận lợi, và làm YouTube ngày càng phát triển mạnh hơn. Ở đây thì hôm nay mẹ ăn chay, cho nên là gia đình Tú Trinh ăn chay với mẹ luôn, tại vì cha đưa Lê Hùng đi học rồi. Mẹ có nhà của mình lên nè. Ở đây thì ăn chay, hôm nay Trinh sẽ kho nấm rơm kho tiêu. Cũng kho tiêu thì chấm với rau, cái này em bẻ ngoài vườn mẹ nè. Bông súng. Có bông xua đũa, cầm bông xua đũa nó bông súng. Anh Tú quay rồi, cả nhà chào cả nhà, trước tiên cô giới thiệu. Chào cả nhà. Cô chào mời cô chú. Chào mời cô chú. Ở đây thì Trinh bẻ bông xua đũa ha. Còn cái này thì đọt rau lan. Rau lan với bông xua đũa ở vườn. Đậu bắp với đậu gồng. Cái này cải cải thìa. Đây thì miếng hẹ. Miếng hẹ với cái này thì cải súp lơ với hủ qua. Như cái bầu mini. Cái bầu này bán giá 5.000 rồi mẹ. Cái bầu mini ăn đủ rồi. Rồi đi ngang thấy người ta lụm dưa gan cả nhà, mà dưa gan trái tròn á. Đây là Trinh cũng mua hai trái dưa gan luôn. Dưa gan trái tròn, thơm quá trời luôn. Thơm mà biết ngon không mẹ? Thơm phút dưa cũng thì ngon. Cũng ngon lắm, dưa này ăn. Dưa này nó ăn nó cũng dẻo. Cũng dẻo cũng ngon lắm cả nhà. Rồi cái này thì nấm rơm ha, nấm rơm Trinh sẽ rửa sạch. Rửa sạch rồi ngâm muối nè, ngâm muối để mình đem đi kho. Đây.
trái tròn là trái bây giờ nè, còn hồi xưa là trái dài, không mò theo như hồi xưa luôn nha. Bầu làm gì? Bầu nó con luộc. Luộc khỏi gọt vỏ ha, gọt. Khỏi gọt vỏ đi ha. Bầu non, chứ bầu non nghèo. Khỏi gọt vỏ. Theo lời con ấy cái này nè con. Cái này lửa, qua luôn. Con lửa gì nè thôi. Nó qua luôn nè, luộc cái chút chút chấm cho nó ngon. Mẹ ơi. Ờ, xin chào cả nhà. Ở đây tháng này hơi nóng được ha. Quá, tắm sáng 2-3 giác rồi. Chứ không nổi. Nó hơi nóng được. Cái này mát ở trong quá hầm rồi con ơi. Như là nhà trên bây giờ là chốt ra trời hết trơn. Đây thì Trinh cũng bỏ vô xíu muối, xíu bột ngọt vô để mình luộc. Thôi có trái chanh lắm thôi, nặng mẹ miếng chanh cho cái rau nó trong. Đây bầu Trinh bỏ vô luộc trước luôn ha. Hủ qua nè, Trinh bỏ vô. Muối miếng bột ngọt. Tương. Ừ, đây gọi xì dầu là ở này hả mẹ? Đây mà nó chưa có mềm. Này nó cũng thơm quá chừng luôn nè. Thuận lấy đường ra thì nha. Giờ thì anh Thư đưa cho bà nội hả anh Thư? Dạ. Yeah. Bây giờ nó trong là chín rồi, mình vớt ra ha. Để vỏ thì mình luộc nó cứng hơn. Để vỏ nó ngon hơn nha. Nó dính phanh á, chứ mình gọt vỏ rồi nó dạ. Cái này miếng gôm mẹ chị nói mới tương á, cái mình ấy qua ấy lại, xào qua xào lại cho nó thấm vô cái miếng gôm nha. Bây giờ nó thấm nó lên cái màu đẹp rồi. Mình bỏ miếng nước vô, mình kho cho nó sạch lại đang tránh rau. Con kho cũng được rồi, mình bỏ hành vô cho nó chín hành. Hết luôn. Cơm gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong rồi. Thì con mời hai mẹ ăn cơm, Tú mời cô chú anh chị ăn cơm gia đình Tú Trinh luôn. Hai mẹ dùng cơm, Trinh mời cả nhà dùng bữa cơm chay với gia đình Tú Trinh luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Có bà ngoại, có bà nội, có mời ba, có mời mẹ mời chú ăn cơm. Có mời bà nội, có mời bà ngoại, có mời ba, có mời mẹ mời chú ăn cơm. Thận thận là đứng lên bắt cái quạt cho mát luôn. Đợi nay sau nắng nóng quá. Mẹ muối tiêu chứ nhẹ mà. Còn đây là hủ qua chấm cũng ngon lắm nha. Hiện tại giờ hai chồng Tú Trinh rất là vui khi được quý cô chú thương mến. Rồi ở nhà được giống như là anh Tú có việc làm như là chăn nuôi, kiếm thêm thu nhập. Rồi YouTube với Tú Trinh thì cũng được kiếm có tiền hàng tháng. Rồi được ở nhà để chăm sóc cho hai bé, cho hai đứa đi học. Tại vì bé Thuận, bé Thư cũng là cái tuổi giống như là trưởng thành này ở nhà. Thuận thì lớp 9, còn Thư 6 rồi. Cho nên là Trinh cũng rất là vui khi ở nhà, khi được ở nhà để giống như là mình trông chừng con mình, giống như mình dạy bảo con mình những gì mình giống như là cha mẹ đã truyền lại cho mình thì mình dạy lại cho hai đứa. Nên là Trinh cảm ơn cả nhà đã cho Trinh có một cơ hội đến với cả nhà và có một cơ hội để ở nhà lo cho hai bé. Trinh cảm ơn cả nhà rất nhiều. Trinh thì mong là hai bé sẽ nỗ lực trong việc học để sau này có được cái tương lai nó sáng lạng hơn là hai chồng Tú Trinh. Hai chồng Tú Trinh thì học kém, cho nên là học giống như là học tới không có được. Nên nơi tới chốn mà. Nhưng mà không tới nơi tới chốn, cho nên là hai chồng phải chật vật với cuộc sống, phải đi mưu sinh chỗ này chỗ kia. Thì lúc trước Trinh, trước khi đó là Trinh đã đi ở Tây Ninh cũng được mười mấy năm. Tới lúc mà Thuận học tới lớp 4, lớp 5, Trinh mới bắt đầu về biết được cái gọi là mình không có chữ, không học thức được là mình sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Nên là mẹ cũng mong hai đứa sẽ cố gắng để học thật giỏi để sau này lo cho tương lai nó vững chắc hơn là ba mẹ. Giờ thì video clip của gia đình Tú Trinh xin được kết thúc. Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà.
ở những video tiếp theo nha. Tôi xin chào cả nhà. Con chào mời cô chú.